Ngày 18 tháng 10, ông Đặng Văn Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, thông tin về vụ đuối nước trên địa bàn khiến một học sinh lớp 8 tử vong. Nạn nhân là em Ngờ Phở Quy, sinh năm 2007, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, hiện là học sinh lớp 8 trên 2, trường trung học cơ sở Quảng Hòa. Trước đó, chiều tối ngày 17 tháng 10, em Quy đi bắt cá tại đoạn sông chảy qua gần nhà thì không may bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền và người dân hai xã Quảng Hòa và Quảng Minh đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Sau thời gian dài nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 10, thi thể Quy đã được tìm thấy. Hiện thi thể em Quy đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Cũng trong sáng cùng ngày, chính quyền và người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa đã tìm thấy thi thể ông HV Nhờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 17 tháng 10. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 10, ông Nhờ rời nhà bằng xe máy sau nhiều lần không liên lạc được. Nghi ông Nhờ bị cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn, người nhà đã báo với chính quyền địa phương để tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến sáng nay, thi thể ông Nhờ được tìm thấy tại Khe Lim, thuộc khu vực Đồng Nghè, thôn Đồng Tâm, xã Thạch Hóa. Hiện chính quyền xã Thạch Hóa và người thân đã hoàn tất các thủ tục đưa thi thể ông nhờ về nhà mai táng. Ngày 18 tháng 10, phóng viên báo Sức khỏe đời sống có mặt tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để ghi nhận hình ảnh mưa lũ tại địa phương này. Tân Ninh là xã có địa hình trũng thấp, nằm ven sông nên sau gần 3 ngày có mưa, phần lớn địa bàn xã này đã ngập sâu trong nước lũ. Trong các khu dân cư, mực nước ngập trung bình trên 70 cm, một số điểm đã ngập sâu địa phương này gần như đã bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền bè để di chuyển. Sau 3 ngày mưa lũ trên địa bàn xã Tân Ninh thì đến thời là à, uh, quá thẳng. Thế nhân là có 175 hồ và 510 chủ thổ đã ngập lụt. Hiện tại thì uh, đã di uh, dời được uh, 165 hồ điện cả phía nhà cao tầng nhà kiên cố. Để tránh thiệt hại do lũ, người dân đã chuyển lương thực, đồ đạc lên những chỗ cao giáo, gia súc cũng được đưa lên những vùng đất cao. Nhằm hỗ trợ người dân trong mùa lũ, chính quyền xã Tân Ninh đã cất cử người đến nắm tình hình và phụ giúp người dân khi cần. Hiện nay tại khu vực tỉnh Quảng Bình, thời tiết vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao trong những ngày sắp tới. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 18 tháng 10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng đối phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo trong hôm nay, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 130 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trung thấp ven sông. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hiện lũ trên sông ở Trung Bộ đang tăng mạnh vượt mức báo động. Cụ thể vào lúc 4 giờ ngày 18 tháng 10, mực nước ở sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,05m trên báo động 3 0,35m, dự báo đạt đỉnh ở mức 3,2m, trên báo động 3 0,5m. Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức báo động 1 đến trên báo động 2, riêng sông Thạch Hán, Quảng Trị, sông Bồ, Thừa Thiên Huế, Vui Gia, Quảng Nam ở mức báo động 3. Theo đó, sông Thạch Hán, Quảng Trị tại Thạch Hán là 5,84m, dưới báo động 3 là 0,16m, sông Bồ, Thừa Thiên Huế tại Phú Ốc là 4,26m, dưới báo động 3 là 0,24m. Lũ trên sông Vui Gia, Quảng Nam tại Ái Nghĩa là 9,38m, trên báo động Ba là 0,38m, tại Hội Khách là 16,59m, trên báo động Ba là 0,09m. Do mưa lớn kéo dài và mực nước lũ lên cao đã gây ngập lụt cục bộ một số khu vực trúng thấp ven sông từ các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình có 23 xã với 1.326 hội dân bị ngập. Trong đó, huyện Lệ Thủy có 16 xã với 1076 hộ bị ngập từ 0,2 đến 0,5 m. Huyện Quảng Ninh có 5 xã với 99 hộ bị ngập từ 0,2 đến 0,4 m. Huyện Bố Trạch có 3 xã với 155 hộ bị ngập từ 0,3 đến 1,2 m. Ở Quảng Trị có 6 xã ven sông Âu Lâu thuộc huyện Hải Lăng, xã Hải Phong, Hải Hưng, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Định, Hải Trường và một số điểm thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị bị ngập cục bộ còn ở Thừa Thiên Huế đang ngập cục bộ khu vực ven sông Bò thuộc huyện Quảng Điền. Hiện có 69 hồ thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Trung Bộ 11 hồ, Nam Trung Bộ 16 hồ và Tây Nguyên 42 hồ. Đáng chú ý, một số hồ có lượng xả lớn như là Đa Cơ Đông 1, 1071 trên 1 m khối một giây, Hương Điền 894 trên 1 m khối một giây, Sông Ba Hạ 1.200 trên 1.445 m khối một giây so với ngày hôm qua, mực nước xả của các hồ đã tăng vọt gấp nhiều lần. Ngoài ra, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do mưa lớn kéo dài đến sáng ngày 18 tháng 10, có 1.950 trên 2.590 hồ tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Quảng Nam và Con Tum, Gia Lai đã đầy nước. Trong đó, Thanh Hóa là 385 trên 610 hồ, Nghệ An 1.029 trên 1.061 hồ, Hà Tĩnh 292 trên 323 hồ, Quảng Bình 128 trên 150 hồ, Quảng Trị 5 trên 123 hồ, Quảng Nam 19 trên 73 hồ, Con Tum 70 trên 80 hồ và Gia Lai 17 trên 114 hồ. Còn tại Thừa Thiên Huế, kể từ chiều hôm qua, hồ chứa thủy lợi tải chạch có dung tích hơn 600 triệu m khối nước ở thượng nguồn sông Hương và hồ Thủy Điện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận lệnh tăng cường xả nước với lưu lượng lớn về hạ du. Trong khi đó, đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua, lưu lượng hồ tải trạch có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200 đến 250 mm. Căn cứ vào mực nước hồ tả trạch lúc 10 giờ ngày 17 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tải trạch Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi năm vận hành hồ tài trạch điều tiết nước qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 300 đến 400 mét khối một giây. Đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng kể từ 15 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2021. Cũng trong chiều ngày 17 tháng 10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã phát lệnh yêu cầu công ty cổ phần thủy điện hương điền vận hành hồ hương điền điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.300 đến 1.600 mét khối 10 giây, đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng xả nước hồ Hương Điền bắt đầu từ 13 giờ chiều ngày 17 tháng 10. Trong ngày 17 tháng 10, đoàn quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đoạn gần ga cầu 2 bị ngập nặng do vùng núi Bạch Mã có lượng mưa rất lớn. Nước từ trên núi cao đổ về đồng bằng gây lũ lụt. Tương tự trên tuyến quốc lộ 49B qua xã Hương Phong, thành phố Huế cũng xảy ra ngập lụt. Đời sáng bị ngập khiến hoạt động đi lại trên tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều xe cộ bị chết máy, hư hỏng, buộc nhiều người phải đi bộ qua đoạn đường ngập lụt gây nguy hiểm. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường nhân lực để tổ chức điều tiết, phân luồng hướng dẫn giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn qua đoạn quốc lộ 1 bị ngập có nước chảy xiết. Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị người dân hạn chế ra đường trong thời gian mưa lũ các địa phương phải cấm người dân ra vớt củi, đánh cá trên các dòng sông khi có lũ lụt. <laughs> Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho hay, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm hai người dân ở huyện Quảng Ninh bị nước lũ cuốn mất tích. Đó là ông Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1970, ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, đi đò ra kiểm tra hồ tôm bị chìm đò, mất tích. Hiện chính quyền và người nhà đang tìm kiếm và anh Hồ Văn Sửu, sinh năm 1997, ở Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, đi rừng làm bẫy ở khu vực nguồn khe rát bản Sơn Trọng, xã Trường Sơn, mất tích khi đi khoai suối, hiện đang tổ chức tìm kiếm. Tại xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch, có 22 người đi rừng chưa về nhà. Xã Hương Trạch đã yêu cầu người nhà tiếp tục liên lạc và thông báo cho những người này tìm nơi tránh trú an toàn hoặc về nhà. Có 11 người đang thực hiện nhiệm vụ ở 4 trạm thuộc hạt kiểm lâm Bố Trạch đang ở khu vực nguy hiểm. Huyện này chỉ đạo nếu thời tiết tiếp tục mưa to trong đêm thì phải sơ tán 11 người Tại huyện Lệ Thủy, nước lũ đã ngập từ 0,5 m đến 1 m ở các xã thấp trũng. Người dân ở đây đã bắt đầu di chuyển đồ đạc lên tầng cao để phòng lũ dâng ngập vào nhà trong tối nay. Một số thôn xã ở khu vực miền núi ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch tiếp tục bị chia cắt cục bộ do nước ngập ở các ngầm tràn, một số nơi sung yếu bị ngập từ 1 đến 2 m. Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và các đoạn trên quốc lộ, tỉnh lộ đường và các bản làng trên biên giới nhiều nơi bị ngập sâu và sạt lở gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ. Nước dâng cao gây ngập ngầm bùng trên quốc lộ 1A, tỉnh lộ 559B đến hơn 1 mét rưỡi, gây tắc đường. Các tuyến quốc lộ 9B, 9C xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất trên núi xuống mặt đường. Nhiều ngầm tràn nước dâng cao ngập đến 1,5 mét. Người và phương tiện không thể lưu thông, địa phương đã có biển cảnh báo và cửa lực lượng chốt chặn. Chính quyền địa phương đã bắt đầu di rời người dân vùng nguy hiểm, sạt lở đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Bình cũng lên kịch bản di rời hơn 65.000 người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, gồm vùng ven biển và cửa sông, vùng sung yếu dễ sạt lở trong trường hợp mưa lũ trên báo đồng ba. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai di rời dân ở vùng nguy hiểm, tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo không để người dân vùng bị chia cắt thiếu ăn. Đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết, bộ đội biên phòng chủ động giả soát các phương án kế hoạch tập trung vào phòng chống lũ lụt, phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn cho các tổ chốt trên biên giới, cửa khẩu. Phối hợp với chính quyền địa phương giả soát lại nơi sung yếu để tổ chức di rời, sơ tán, vận chuyển lương thực tới các đồn để chủ động sẵn sàng ứng cứu khi bị chia cắt dài ngày. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình đã chạy lũ. Có những khu vực người dân gần nhất thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc lên cao nhằm đảm bảo an toàn tài sản trên gia đình mình giáo viên trường mầm non Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình di chuyển đổi chơi ngoài trời. Đồ dùng của học sinh, tài liệu của giáo viên được đưa lên cao để tránh lũ. Giáo viên tại Lệ Thủy di chuyển tài liệu tránh ngập lụt. Giáo viên trường mầm non Liên Trạch, Bối Trạch, Quảng Bình di chuyển cây cảnh trong vườn tránh nước lũ. Nước lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại Lệ Thủy vào chiều ngày 16 tháng 10. Thị trấn Phong Nha, Bối Trạch, Quảng Bình bị ngập dân nước ở sông Son lên nhanh. Những chiếc thuyền nhỏ của người dân ở Phong Nha để di chuyển trong mùa lũ Xe máy được người dân cột lên cao để cháy lũ Người dân ở Phong Nha, Bối Trạch, Quảng Bình dùng thuyền di chuyển đồ đạc để cháy lũ